Joanna could get any gun she wanted, so I was really surprised when she introduced me to her latest boyfriend. What I think is hideously ugly. When he has curly, shorter length hair that looks rather unkempt. Unkempt hair means messy hair. It appears as the person doesn't care for their hair. Joanna có thể có được bất kỳ chàng trai nào tôi muốn. Vì vậy tôi đã thực sự ngạc nhiên khi cô ấy giới thiệu tôi với một người bạn trai mới nhất của mình. Người mà tôi nghĩ là xấu gớm ghiếc. Ông ta có mái tóc xoăn và ngang vai, trông khá là nhếch nhác, tóc thì bù xù, nghĩa là tóc rối bù, vẻ như người đó không chăm sóc tóc của mình. He has a square face and ruddy complexion, reddish skin. His deep-set eyes that are far back in the person's face, are almost hidden under his bushy eyebrows. Big eyebrows with lots of hair, and he sports a thick mustache and a huge, sharp beard. A beard with lots of hair. I guess Joanna doesn't mind his facial hair. Facial hair means beard and or mustache. Ông ta thì có khuôn mặt vuông và nước da hồng ngào khỏe mạnh, nước da đỏ. Đôi mắt sâu thẳm của anh ấy, đôi mắt làm xa so với khuôn mặt của người đó và gần như ẩn dưới đôi lông mày rậm, lông mày to và nhiều lông. Và anh ấy có bộ râu mép dài, bộ râu thì rậm rạp to lớn. Bộ râu có nhiều lông mày, nhiều lông. Tôi đoán là Joanna thì không quan tâm đến những gì trên khuôn mặt của anh ấy. Tóc trên khuôn mặt thì khá là râu và dưới mép. Thank you for listening. Bye.